bản án 18 năm tù cho kẻ giấu xác trong bể nước suốt 13 năm ở Hải Phòng. Hôm qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng tuyên 18 năm tù với Bùi Trọng Thành, kẻ sát hại rồi giấu xác người phụ nữ trong bể nước thải suốt 13 năm cho tới khi bố dượng anh ta tình cờ phát hiện bộ hài cốt. Gia đình bị hại yêu cầu bồi thường 500 triệu đồng tổn thất tinh thần, 170 triệu đồng mai tang phí và trợ cấp nuôi dưỡng con nạn nhân 2 triệu đồng một người mỗi tháng tới 18 tuổi. Gia đình bị cáo mới bồi thường 30 triệu đồng mai tang phí. Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 6 tháng 12 năm 2023, bố dượng của Thành là ông Nguyễn Văn Quỳ ở huyện Thủy Nguyên phát hiện bộ xương người trong bể chứa nước thải ở vườn sau nhà. Công an xác định được hài cốt là của chị Nguyễn Thu Thanh, sinh năm 1988 ở cùng thôn. Hơn 2 tuần sau khi hài cốt được tìm thấy, ngày 21 tháng 12 năm 2023, Thành đến công an đầu thú. Thành khai sống trong sợ hãi, dằn vặt nhưng không dám ra tự thú vì sợ bị tử hình. Khoảng 12 giờ ngày 9 tháng 12 năm 2010, chị Nguyễn Thu Thanh, sinh năm 1988, ở huyện Thủy Nguyên, đi giao ga cho khách bằng xe máy. Thấy chị đeo dây chuyền vàng, Thành đã tấn công, giấu thi thể vào bể nước thải sau nhà, phi tang xe máy. Tài sản cướp được gồm dây chuyền vàng, 2 hoa tai, 1 nhẫn, Thành bán lấy hơn 3 triệu đồng.